Chào mừng các bạn quay trở lại với Fire Trading Channel và chúng ta sẽ cùng nhau nghe những nhận định mới nhất về các diễn biến tiếp theo của thị trường trong video Sunday Talk Market Review tuần tiếp theo của Fire Trading. Hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm 2021. Trước khi chúng ta cùng nhau nghe những nhận định mới nhất về các diễn biến của thị trường thì các bạn có thể ủng hộ kênh Fire Trading bằng cách nhấn vào nút subscribe bên tay phải của màn hình. Bằng cái đó mình có thể chia sẻ được kiến thức về phân tích kỹ thuật đến nhiều người hơn tham gia vào trong lĩnh vực trading này các bạn ha. Xin cảm ơn ạ. Alright các bạn, trong video tuần vừa rồi thì mình có đề cập đến cái sự kiện Quadruple Witching Day vào hôm thứ sáu vừa qua. Đó là một ngày mà cả bốn loại tài sản cùng đáo hạn, thì chắc chắn một điều là lượng volume giao dịch nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Nhưng mà nó không chắc chắn là sẽ đi kèm với lại cái volatility. Thì chúng ta thấy là một tiếng cuối cùng giao dịch trong ngày được xem là thời điểm mà các cái hợp đồng này nó đáo hạn, toàn bộ các hợp đồng trong quý 1 nó đáo hạn, thì lượng volume nó có tăng lên nhưng mà cái volatility của nó không hoàn toàn là đáng kể. Vì chúng ta thấy là thị trường đang ở trong một trạng thái khá là bình thường. Thì bây giờ mình muốn nhắc lại một chút xíu về cái diễn biến của chỉ số S&P 500 mà Fire Trading đã cập nhật trong video Sunday Talk tuần gần nhất vào ngày 14 tháng 3 năm 2021. Chúng ta có thể thấy là sự kiện Quadruple Witching Day diễn ra thì chỉ số S&P 500 có 2 ngày điều chỉnh liên tiếp trước khi mà diễn ra sự kiện này. Vậy thì các bạn thấy là sự kiện này kết thúc thì cây nến ngày của chỉ số S&P 500 kết thúc bằng một cây nến, dạng cây nến là Doji các bạn. Đây là một dạng cây nến có râu của râu nến ở trên và râu nến ở dưới, có cái độ dài khá là cân bằng nhau. Đây là một cây nến cho thấy lực bán và lực mua có sự tương đồng và lượng mua lượng bán nó có một cái match với nhau các bạn, tức là không có bên nào thực sự là kiểm soát được thị trường ở trong phạm vi của cây nến này. Nhưng mà chúng ta thấy là tính từ đỉnh cao nhất thì chỉ số S&P 500 cách đây 3 ngày thì nó đã điều chỉnh với một cái biên độ tổng cộng là 2,85%. Thì so với những cái sự kiện Quadruple Witching Day đã diễn ra trước đây thì chúng ta đã thấy có thể thấy một điều là nó hoàn toàn khớp với những gì mà đã diễn ra trong lịch sử, tức là cả bốn lần gần nhất, trước sự kiện, trong sự kiện và sau sự kiện, thì bây giờ chúng ta đang chờ đợi những cái diễn biến đằng sau sự kiện này nó sẽ có những cái biến động như thế nào. Trong lịch sử thì cả bốn lần sau sự kiện đều có sự điều chỉnh tiếp tục với cái biên độ trung bình là từ 2 cho đến 5%, đặc biệt là có cái thời điểm vào cái đợt là pandemic đó các bạn, là thời điểm ngay chỗ đây thì thị trường nó rớt tới tổng cộng là hơn 10%, nhưng mà mình không nghĩ là điều này nó sẽ lặp lại ở thời điểm này. Bây giờ chúng ta nhắc lại một cái yếu tố nữa đã được đề cập trong video này, đó là cái kịch bản mà mình đưa ra cho một cái bearish divergence. Ở đây chúng ta có thể thấy là SPY nó lập ra một cái đỉnh mới cao hơn so với cái đỉnh cũ liền kề. Tuy nhiên, diễn biến của chỉ số RSI thì lại có sự mâu thuẫn các bạn. Sự mâu thuẫn này như thế nào? Đỉnh mới ở trên biểu đồ đã được tạo ra, nhưng mà đỉnh mới của RSI lại không hề xuất hiện. Đỉnh sâu lại tạo ra một cái đỉnh thấp hơn, mặc dù trên biểu đồ giá thì đã tạo ra một đỉnh mới cao hơn. Đây là một cái dấu hiệu của một cái regular bearish divergence các bạn. Người ta gọi là một cái phân kỳ giảm giá. Vậy thì với phân kỳ giảm giá này, diễn biến biến động của nó thường đi như thế nào? Thì theo kinh nghiệm của mình thấy á, mỗi khi mà nó xuất hiện một cái regular bearish divergence như vậy nè, thì cái RSI nó đã xác nhận được cái bearish divergence này, tức là đã xác nhận cái dấu hiệu giảm giá của thị trường. Thì tuần tới mình cho rằng là thứ hai, thứ ba, thứ tư có thể là thị trường sẽ có cái dấu hiệu là đi ngang sideways up, tức là nó thực sự nó không có đi sideways hoàn toàn mà nó sẽ sideways, cái dạng là sideways up đó các bạn. Nó lên đây nó tạo được một cái đỉnh mới, sau khi nó tạo được cái đỉnh mới rồi nó sẽ bắt đầu nó điều chỉnh với cái biên độ cao hơn. Thì cái đỉnh này nè, trong phân tích kỹ thuật chúng ta hay gọi nó là cái lower high, tức là một cái đỉnh sâu
nó thấp hơn so với cái đỉnh liền kề. Mình không nghĩ rằng là với cái regular bearish divergence này á, chỉ số S&P 500 nó sẽ phá được cái đỉnh cao nhất của nó mọi thời đại cách đây khoảng 3 ngày đâu các bạn. Rất là khó để các cái diễn biến này xảy ra, mà mình thiên về cái kịch bản là nó sẽ xuất hiện một cái đỉnh mới, và cái đỉnh mới này nó sẽ thấp hơn so với cái đỉnh của ngày 17 tháng 3 năm 2021, và thị trường nó sẽ có cái sự điều chỉnh. Và chúng ta thấy là hoàn toàn khớp với những cái diễn biến khi mà cả bốn cái loại tài sản trong cái sự kiện quadruple witching day nó cùng đáo hạn với nhau, thì hai chưa tới ba sorry trong các cái phiên giao dịch đằng sau cái sự kiện này, xu hướng của chỉ số S&P 500 là một cái xu hướng giảm. Và đây chúng ta đang có một cái phân kỳ như thế này, các bạn phải rất là cẩn thận. Thì thường những cái phân kỳ nó tạo ra những cái đợt điều chỉnh lớn như vậy á, là chắc chắn là những cái individual stock nó sẽ điều chỉnh với cái biên độ lớn hơn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong từng cái mã cổ phiếu để chúng ta tìm các cái setup cho tuần sau các bạn ha. Cái phân tích cho riêng SPY là như vậy, nhưng mà chúng ta nên nhớ là SPY á, tự chung là nó là một cái chỉ số đại diện cho thị trường, đúng không ạ? Thì hầu như khi mà SPY những cái ngày xanh thì hầu hết các cổ phiếu nó sẽ xanh theo, SPY những ngày đỏ thì ngược lại, thì các cổ phiếu nó cũng sẽ đỏ theo. Tuy nhiên trong giai đoạn gần đây thì chúng ta có cái sector rotation, tức là những cái nhóm ngành nó có cái sự hoán đổi cái vai trò với nhau. Có thể là hôm nay nhóm ngành này nó sẽ nâng đỡ cho SPY, hôm sau thì nhóm financial nó sẽ nâng đỡ, hôm sau nữa thì sẽ có nhóm energy, hôm sau nữa thì sẽ có cái nhóm là technology, ví dụ vậy các bạn. Nhóm tech thì không không nhất thiết là SPY giảm thì tất cả mọi thứ nó đều giảm, mà không nhất thiết SPY tăng tăng thì tất cả mọi thứ nó đều tăng. Tùy theo cái đợt đó cái nhóm ngành tiền á nó đổ vô cái nhóm ngành nào, thì cái những cái individual stock của cái nhóm ngành đó nó sẽ tăng hay là nó sẽ giảm các bạn. Các bạn lưu ý ha. Cho nên đó, thực sự là mình phân tích cái diễn biến của SPY, nhưng mà khi mà mình đánh cái những cái individual stock á, mình vẫn dựa trên cái setup của nó, của trên từng cái mã cổ phiếu khác nhau, chứ mình không có quá phụ thuộc vào cái diễn biến của SPY. Đó là cái phong cách giao dịch của mình ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung của cái video tuần vừa rồi. Mình có đề cập tới RKT, Tesla, BNGO, Novas, NIO, khá là nhiều cái mã mình đề cập. Thì bây giờ chúng ta quay trở lại với cái mã là RKT. Các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy là mã RKT, cái hôm mà chúng ta phân tích là nó cách đây 2, 4, 5 ngày nó đang ở đây các bạn. Nó đang ở vùng giá là gần 26, đúng không ạ? Nhưng mà mình nói kiểu gì các bạn vẫn phải đợi cho nó về được cái vùng giá ở ngay chỗ cái vùng kháng cự cũ của nó, quanh cái vùng là 22 cho tới là 22.8. Các bạn thấy là hôm thứ sáu vừa rồi RKT nó xuống tới cái mức thấp nhất là 22.73. Các bạn thấy là trong video phân tích đó, với cái sự kiên nhẫn cách đây 5 phiên giao dịch là chúng ta đã tiết kiệm được tới là 12% rồi. Nếu mà các bạn mua ở mức giá 26 trên đây thì các bạn đã mặc nhiên bị lỗ là 12%. Còn bây giờ nếu mà các bạn chưa mua, các bạn đợi cho nó vô được cái vùng support giống như mình đề cập, thì các bạn đã đang có một cái mức giá rất là hấp dẫn để chúng ta mua. Tuần tới mình sẽ theo dõi cái vùng giá 22 cho đến 22.8, bởi vì cái đây sẽ là vùng level of support mình canh để mình đánh ngược lên trở lại. Có thể là khi mà nó xuống tới khoảng 22.5 các bạn, nó có thể bao lên trở lại là 25 hoặc là 26, thì chúng ta có thể có được một cái setup để đánh cái lệnh screen ở đây rất là hấp dẫn, có thể lên tới là từ 15 cho tới 20% các bạn. Còn BNGO thì như thế nào? Còn BNGO thì thứ sáu tuần trước là nó đang ở tại khu vực này. Mình nói là nó lên đây nó sẽ đụng phải kháng cự và nó bị rớt xuống. Các bạn nhìn thấy là nó đi đúng không ạ? Rất chính xác luôn. Vậy thì bây giờ tiếp theo của nó là gì? Với một cái vùng kháng cự đang khá là mạnh mẽ ở chỗ khu vực này, các bạn thấy là lên cái khu vực là 20, sorry, là khu vực là 9.7, 9.8, nó bị reject khá là rõ. Đây là cái vùng kháng cự của nó. Thì mình nghĩ là con BNGO này, nếu như xu hướng giá của nó vào tuần tới nó test lại cái vùng kháng cự 9.7 này mà nó tiếp tục bị reject, thì mình nghĩ là con BNGO này nó sẽ quay trở lại, nó test cái double bottom của nó ở ngay đây. Đây chính là cái vùng support tiếp theo của nó bạn. Rất có thể là con này nó sẽ rơi về lại mức giá 6
mức giá xấu. Điều này có xảy ra hay không? Chúng ta sẽ không biết được cho đến khi mà BNGO nó test lại cái vùng 9.7 một lần nữa. Nếu như BNGO test lại vùng 9.7 và thành công tức là nó vượt lên trên khỏi cái vùng này các bạn, thì có thể là nó sẽ hồi nhiều hơn là chúng ta tưởng tượng, tức là nó lên tới cái vùng giá tới 12 lần, tại vì 12 mới là cái vùng kháng cự tiếp theo của nó. Nhưng mà nếu như nó bị reject ở đây, nó tiếp tục nó bị reject, tức là nó bị cản ở đây một lần nữa các bạn, thì mình nghĩ nó sẽ bị dội về 6. Nó sẽ bị dội về 6 bởi vì tổng thể, nếu mình nhìn vào tổng thể thì cái trend của con BNGO đang là cái trend giảm các bạn, chứ không phải là trend tăng. Lưu ý điều này ha. BNGO đang ở trong một cái xu hướng giảm, thì xu hướng nó quan trọng nhất. Xu hướng là quan trọng nhất các bạn, bởi vì giá nó hay có cái chiều hướng là nó đi theo cái xu hướng của nó. Các bạn thấy nó đi theo xu hướng này không ạ? Xu hướng giảm khi mà đi theo, nó đi theo rất là bền vững. Rồi, đối với cái cổ phiếu Novas và cổ phiếu mRNA á, thì tuần tới chúng ta phải lưu ý. Bởi vì sao? 2 tuần vừa rồi của Novas là 2 tuần nó hồi phục sau khi mà nó đụng phải cái mốc hỗ trợ ở ở ngay chỗ cái vùng giá là 150 ở đây, khá là đẹp các bạn. 150 và nó hồi lên trở lại là 230. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta lại có một cái cây nến mẹ. Ở đây mình gọi là một cái cây là model candle, tức là một cây nến mẹ. Và 2 cây nến xanh vừa rồi các bạn, của tuần vừa rồi, nó nằm gọn ở trong lòng cây nến mẹ này. Tuy nhiên nó lại bounce với lại một cái lượng volume rất là thấp. Các bạn thấy lượng volume nó suy giảm liên tục. Tuần tiếp theo nó tiếp tục nó hồi còn lớn hơn tuần 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 trước đó nữa. Nhưng mà lượng volume nó lại cực kỳ thấp này bạn. Tuần trước á, thì volume nó là 21.757 cổ phiếu giao dịch trong một tuần. Tuần sau thì chỉ drop xuống chỉ còn có 14 triệu cổ phiếu thôi. Các bạn thấy một điều á, là mặc dù lượng vol giá nó tăng, volume nó lại declining, nó lại drop. Đây là một cái dấu hiệu của sự điều chỉnh. Thì mình cho rằng á, là con Novas nó sẽ cực kỳ khó vượt qua được vùng giá 240 tuần tới. Tức là mình sẽ canh cái ô này nè các bạn. Cái ô này tức là cái giá đóng cửa và giá mở cửa của cái tuần ngày 1 tháng 3 năm 2021, thì kháng cự của nó nằm ở 240 và hỗ trợ của nó nằm ở tầm là 175. Mình nghĩ là con này sẽ rớt điều chỉnh về dưới mức giá 200 vào tuần tới. Hoặc là có thể nó mất khoảng chừng 2 cho tới 3 tuần để nó đi được theo cái xu hướng này. Nhưng mà cái xu hướng của nó sẽ là xu hướng điều chỉnh. Đây là cái setup mình theo dõi ha. Cái con mRNA cũng như vậy, các bạn cũng tương tự như vậy. Để mình chỉ với bạn con mRNA nè. Ở đây á, là mRNA chúng ta lần trước thì mình có phân tích về cái cấu trúc là của cây nến là 3 con quạ đen. Nó gọi là 3 black crown candlestick, là mẫu hình nến 3 con quạ đen. Thì với 3 con quạ đen này á, mình nói là xu hướng giá nó sẽ điều chỉnh như vậy. Rồi. Nhưng mà cuối cùng kịch bản nó không xảy ra. Bây giờ thì nó lại lặp lại 3 cái con quạ đen này lần nữa, nhưng mà nó lặp lại với một cái cấu trúc nến khá là chắc chắn hơn. Tại vì sao? Tại vì nguyên cả tuần vừa rồi á, mRNA nó tăng. Nhưng mà về cuối phiên á, về cuối cái tuần đó đó, vào ngày thứ năm thứ sáu các bạn, là giá bắt đầu nó declining, nhưng mà cái cấu trúc nến tuần của nó thì lại sao ạ? Nó rút cái râu nến từ cái đỉnh là 100, gần 158, nó rút về còn có 143, tức là nó rút hơn một nửa của toàn bộ cái độ dài của cây nến đó các bạn. Đây là một cái dấu hiệu của sự điều chỉnh. Các bạn hãy xem nè. Cái khu vực này của con mRNA có giống với lại khu vực này của con Novas không bạn? NVAS rất là giống với nhau. Và sau đó Novas như thế nào bạn? Nó rớt về lại cái đáy cũ của nó để nó test nè. Bạn nhìn thấy không? Nó cũng xuất hiện một cái râu nến ở đây, và cái râu nến này nó cũng giảm hơn một nửa toàn bộ cái độ dài của cây nến đó, và đây chính là cái xu hướng của nó. Nó giảm lại, vậy thì chỉ cần mRNA nó đi giống như là diễn biến của Novas trước đó, thì at least á, là mRNA nó sẽ rơi về lại cái mốc là 120. Như thế này các bạn, nó đi như thế này. Nếu mà diễn biến của thị trường xấu hơn thì nó sẽ đi như thế này. Không ai nói trước điều gì, nhưng mà một khi mà con này nó rớt với cái biên độ rất là nhanh. Mình á thì mình đang canh á là con mRNA này nó có thể rớt về cái đường hỗ trợ xu hướng này nè các bạn.
Có nghĩa là nó hoàn toàn nó có thể rớt vào bao nhiêu? Tầm là một trên dưới là 100 đô. Rất có thể là điều này nó sẽ xảy ra. Các bạn lưu ý cái này ha. Nếu mà dựa theo cái đường hỗ trợ chéo này, SKLC thì mình đang canh cái xu hướng tăng của nó trên khung tuần. Rõ ràng trên khung tuần tuần của nó vẫn đang là một xu hướng tăng này bạn. Thì với xu hướng tăng như thế này, mình đang kỳ vọng đây đã là cái đáy của cái đợt điều chỉnh. Mình gọi là đáy đợt điều chỉnh á, và trong phân tích kỹ thuật chúng ta hay gọi đây là cái higher low, tức là cái đáy tiếp theo của cái đợt điều chỉnh. Nó muốn tăng các bạn, nó phải tạo ra những cái đáy mới, đáy mới, đáy mới và đáy mới, các bạn thấy không? Mỗi lần nó tạo đáy mới xong rồi nó tăng ngược trở lại rất là mạnh mẽ. Vậy thì con này thì mình dựa trên khung 1 giờ mình sẽ đánh như sau. Các bạn mở cái extended hour ra, các bạn thấy là khung giờ của nó vẫn đang là điều chỉnh phải không ạ? Cái mình đang cần bây giờ là mình cần một cái đợt điều chỉnh nữa, tạo đáy mới và nó hồi ngược trở lại. Thì khi nó hồi ngược trở lại á, mình mới nhảy vô mình mua ở đây. Đây mới là khu vực để mình nhảy vô mình mua nó. Là hoàn toàn dựa theo phân tích kỹ thuật nha các bạn. Entry, entry here. Đây là cái setup của mình các bạn. Mình cái setup này khá là tiềm năng. Tesla thì sao? Tesla với lại BLNK là hai cổ phiếu mình sẽ theo dõi trong tuần tới. Nhưng mà chắc chắn là mình sẽ không đánh long. Đó là điều gần như chắc chắn. Bởi vì sao? Thứ nhất á, là bạn nhìn thấy như vậy. Cái khung tuần của con Tesla tính thời điểm này đi. Go up, go up. Và có lẽ là go up đúng không ạ? Cái xu hướng của nó đang là xu hướng tăng ở trên khung tuần. Tuy nhiên cái RSI của nó lại going down. Bạn thấy có cái sự mâu thuẫn ở đây không ạ? Đây chính là cái dấu hiệu của một cái sự điều chỉnh giá. RSI nó không có catch up được với cái diễn biến của giá các bạn. Mặc dù giá tạo ra đỉnh sau và đáy sau cao hơn đỉnh trước và đáy trước, nhưng mà RSI lại làm cái điều ngược lại. Mỗi lần mà RSI nó có những cái biến động kiểu như vậy á, thì thị trường cho thấy là có sự điều chỉnh. Tức là giá của Tesla sẽ có sự điều chỉnh. Vậy thì mình vẫn giữ nguyên cái quan điểm. Tesla có thể sẽ tiếp tục hồi nhẹ trong tuần sau, nhưng mà để vượt qua được cái mốc là 720 của nó là cực kỳ khó. Nếu như mà không muốn nói, Tesla vẫn sẽ có cơ hội tiếp tục rớt về cái vùng giá ít nhất là 500 các bạn. Ít nhất là 500. Bởi vì 500 sẽ là cái mốc hỗ trợ tiếp theo của Tesla. Mình nghĩ 500 là cái soft target nha các bạn. Mình nói đây là cái soft target. Những ai mà theo dõi diễn biến của Tesla trong tuần vừa rồi thì các bạn thấy là giá của nó không có nhiều biến động. Nếu chúng ta mở lên khung 4 giờ, chúng ta có thể thấy điều này. Cả một tuần giao dịch, gần hơn một tuần là nó đi ngang. Đây là cái giai đoạn nó đi ngang, mà nó đi ngang theo cái kiểu là đi ngang trong xu hướng giảm các bạn. Tức là nó gọi là sideways down, là đi ngang trong xu hướng giảm. Và xu hướng giảm này vẫn đang tiếp tục được duy trì khung 4 giờ của nó nè. Đáy và đỉnh sau thấp hơn đáy và đỉnh trước. Cẩn thận, nếu mà các bạn muốn long con Tesla ở đây thì các bạn phải cân nhắc và các bạn phải đặt ra những cái điểm stop loss rất là chặt chẽ. Ví dụ bạn long ở 650 thì nếu mà rớt xuống dưới mà 620 các bạn, mình nghĩ nên stop loss. Tại vì khả năng mà nó rơi tiếp về 500 là cực kỳ cao và chúng ta không nên mạo hiểm như vậy. BLNK thì cũng là một setup tương tự. Ở đây chúng ta có cả một cái vùng kháng cự mới của nó nè. Đây chính là hỗ trợ cũ trở thành là kháng cự mới ở quanh cái vùng giá là 41.5. Cũng tương tự giống như Tesla, mình nghĩ là BLNK nó sẽ điều chỉnh tới đâu thì chúng ta chưa dám nói. Ở đây thì nó có một cái mức hỗ trợ là bao nhiêu ạ? Tầm là 19 nè. Tiếp theo của nó là bao nhiêu? 14.5. Mình nghĩ là rơi về 19, còn 14.5 thì thực sự là hơi khó. Thực sự là hơi khó. Tùy theo cái diễn biến của thị trường mà. Tới tới ngày hôm nay thì mình chỉ nói trước được như vậy thôi. Mình muốn đưa ra cái nhận định về cái giá mục tiêu của nó khi mà nó rớt về. Chúng ta phải theo dõi được cái diễn biến của các cái phiên giao dịch tiếp theo để xem thử cái nhận nó có đi khớp với nhận định hay không, và cái lượng volume giao dịch của nó, cái price action của nó có những cái diễn biến như thế nào thì chúng ta mới chắc chắn về cái giá mục tiêu của nó được. Và con GME ở đây á, bạn thấy là 3 tuần giao dịch trước đó của nó cộng với tuần giao dịch vừa rồi là tuần thứ tư, giá là nó đã hồi tổng cộng là từ 38 lên tới đỉnh của nó là bao nhiêu các bạn? 347, tức là nó tăng hơn 810%. Nó tăng còn khủng khiếp hơn cái đợt vừa rồi nữa. Nó tăng tăng một cách rất là khủng khiếp.
Vậy thì chúng ta thấy ở đây nè, ở trên khung tuần á, nó rút cái râu nến của khung tuần vừa rồi, nó rút lên trên khỏi cái đỉnh cũ của tuần nào các bạn? Của tuần 22 tháng 2. Bạn nhìn thấy cái dấu hiệu ở đây không ạ? Đây là một cái tín hiệu tương đối là khả thi. Mình sẽ vô cái con GME này khi và chỉ khi, nó bám sát cái đường kháng cự ngang ở tại mức giá là 220 một lần nữa. Tức là cái xu hướng giá của con GME á, mình nghĩ là nó sẽ đi theo cái xu hướng tăng như vậy. Nó lên, nó hồi một nhịp các bạn. Rồi cuối cùng nó sẽ break out ra. Mình nghĩ khi mà nó break out ra đó, mình cho rằng cái vùng giá 300 của nó là tương đối dễ dàng. Là tương đối dễ dàng các bạn. Vậy thì cái mình cần á, là mình cần nhìn thấy nó tạo được cái đáy mới vào tuần tới. Ok, nó tạo được một cái đáy mới vào tuần tới như thế này thì khả năng nó break out là cực kỳ cao. Vậy thì cái chỗ này á, cái chỗ cái mốc 220 á sẽ là một cái potential entry của nó các bạn. Một cái potential entry của nó nếu mà nó đi theo đúng kịch bản như thế này, và đặc biệt ở trên khung 1 giờ của cái extended hour ha. Khi nào mà đi trên khung 1 giờ của extended hour như thế này thì mình mới xem xét để mình vào. That's it, chỉ vậy thôi. Đó là rồi cuối cùng là con Sun World. Sun World thì xu hướng tăng của nó, bạn xem nè. Ở trên khung 4 giờ, bạn nhìn thấy nó tìm được cái điểm support ở đây chưa bạn? Đây chính là cái điểm điểm support của nó, điểm hỗ trợ của nó. Ở quanh cái vùng giá là 12.45. Và ở trên đó chúng ta vẽ được một cái đường kháng cự chéo. Thì với cái đường kháng cự chéo này, giá nó thường có xu hướng là nó quay trở về, nó test cái đường kháng cự chéo đó. Vậy thì để cái con Sun World này nó quay về nó test đường kháng cự chéo á, thì mình nghĩ là cái vùng giá nó có thể rơi về là khoảng tầm là 17.8. Đây chính là cái giá mục tiêu của con Sun World vào tuần tới. Và nó khi mà nó lên đụng 17.8 ở đây rồi á, chúng ta phải coi thử phản ứng nó như thế nào. Nó điều chỉnh nhẹ hay là điều chỉnh như thế này để nó quay đầu thì khác ha. Nếu mà nó điều chỉnh nhẹ như vậy thì rất có thể nó sẽ lấy đà, nó bật một phát lên tiếp cái vùng kháng cự tiếp theo các bạn. Là bao nhiêu? 22. Giá nó hay đi như vậy đó. Vậy thì con Sun World này là một cái cổ phiếu rất là đáng lưu ý vào tuần tới các bạn. Nghĩa là một và cho tới 2 tuần tiếp theo, xu hướng giá nó là một cái xu hướng upside. Chúng ta hãy theo dõi con này, mình sẽ theo dõi chặt chẽ con này vào tuần tới. Đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn trong video Sunday Talk Market Review tuần này của Fire Trading Channel. Và hy vọng là dựa trên những cái kiến thức và những cái trade plan mà mình đã chia sẻ trong video tuần này, các bạn sẽ có được một cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho 5 phiên giao dịch tiếp theo. Và các bạn biết là sẽ nên làm gì, vào lệnh ở đâu và cắt lỗ ở vị trí nào dựa trên những cái trade plan của video tuần này ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ạ.